Hoa sứ Lê Gia chào cả nhà. Hôm nay bên vườn em giới thiệu cả nhà mình 20 cây sứ thái ghép à, và cây zin, cây hàng VIP luôn. Giá cây em bán hôm nay có giá từ 80.000 cho đến 700.000 một gốc. Đơn hàng em gửi đi là trên 200.000 em mới gửi nha. Em ship hàng trên toàn quốc luôn. Rồi khúc đầu thì mình sẽ có vài cây sứ hàng VIP trước. Rồi một mặt hoa màu tím. Đây. Nhật hạ tím nha, hai lớp tím sọc đỏ, thơm nhẹ, cây tựa dài giống này hoa rộ. Cây mình ghép 6 bo giá 600.000, nhật hạ tím, hai lớp màu tím sọc đỏ. Nó nở gần tàn thì hoa nó sẽ chuyển sang nó hơi lem thế này ra. Rồi. Em tiếp số 2. Số 2 là Quyết Thắng, 3 lớp đỏ đậm luôn, cây này tàn đẹp nha cả nhà. Tình trạng cây mình là đang ôm nụ nha. Tán tròn. Củ tím, thân tím luôn. Cây ghép 5 bo, 700.000. Số 3. An Lạc, 3 lớp vàng cam cánh viền hồng có hương thơm. Cây 9 bo, 500.000. Số 4. Rồi, từ 4 đổ về sau sẽ hàng loại C9 và C10. Rồi, số 4 là Hạnh Phúc. Hạnh Phúc màu trắng, sọc hồng. Hạnh Phúc tựa dài tàn rộng nha, ghép 7 bo giá 200.000. Số 5 cây ghép 2 giống. Cây này thì em để lấy giống cắt ghép xong nay nó bung tựa lên lại nè. Củ to nhưng mà nó bị cái lỗi, nó bị cái sẹo đó nha, sẹo lành. Rồi. Ghép có một bo là của Vân Huế 5, 3 lớp hồng sọc đỏ. Cây ghép 6 bo, 1 bo vào hơi 5, còn 5 bo là Fancy 10. Fancy 10 3 lớp tím sọc, thơm. Thơm nha, cây 6 bo, 80.000. Cây này cũ to nhưng mà nó bị cái lỗi đây nè, cái sẹo lành. Tiếp số 6. Số 6 là Phương Lâm 23, hoa chuyển màu. 3 lớp màu vàng cánh phớt hồng, sẽ chuyển sang màu hồng. Cây 5 bo, 100.000. Số 7. Thúy An 3, 5 cánh, màu tím. Thúy An 6 bo giá 100.000. Số 8, Kim Phát, 3 lớp vàng, lớp bìa có lem đỏ. Cây mình 9 bo, 100.000. Số 9 là cây củ quái. Củ già và quái ghép giống Hằng Sơn 5. Hằng Sơn 5 là hoa 3 lớp màu trắng nha. Đây, củ mình cái màu củ này là củ già lắm, củ quái. Cây ghép 7 bo, 120.000. Hoa 3 lớp màu trắng, Hằng Sơn 5, củ quái, 120. Em tiếp số 10. Số 10 Kim Anh, 3 lớp vàng cam sọc đỏ. Cây 5 bo giá 100.000. Số 11. Một chậu với hai củ ghép hai giống. Thiên Trang, 3 lớp vàng cam. Đây, vàng cam có sọc, cánh dúng rất là đẹp luôn. Và củ phía bên đây ghép Thu Thủy 10, hoa chuyển màu. Rồi, cây 9 bo. Tổng của hai củ này là 9 bo, 150.000, hai mặt hoa xinh. Tiếp 12. 12 là Mảnh Long 1. Cây 9 bo, 150.000, củ Mảnh Long 1 này nhìn cơ bắp lắm. Số 13. Nguyệt Cát, 3 lớp nền trắng gân đỏ, hương thơm đậm mùi luôn. Cây 9 bo, 150.000. Số 14, Trai Quýt, 3 lớp, vàng cam sọc cánh dúng. Cây 8 bo, 150.000. Số 15, Sĩ Thư 1, 3 lớp trắng viền hồng, củ già nha. Cái cây này em cắt giống ghép rồi, nay nó bung tựa lên lại nè. Bo rất là khỏe luôn, củ già, ghép 4 bo, 100.000. Số 16, Long Thành, 3 lớp đỏ tươi, cây 9 bo, 150.000. Đây, Long Thành tựa khá là dài luôn. Số 17. 17 là Thái Dương. Thái Dương 2 lớp nha. Thái Dương 6 bo, 100.000. Cây Thái Dương này cũ to lắm nha. 100.000 Thái Dương. Tiếp 18. 18 là cây gián nằm, ghép Kim Phát, hoa 3 lớp màu vàng, lớp bìa có lem đỏ. Kim Phát, 5 bo, 150.000.
Tiếp 19, một chậu vô hai gốc, hai gốc cũ hình hư quái quái nè cả nhà. Ghép mình thấy cái màu đỏ là của Phú Thành nha. Giờ ghép chung quanh là blau 2. Là hoa ba lớp vàng cam sọc đỏ. Cây mình ghép 7 bo 120.000 một chậu vô hai gốc, cũ hình hơi quái, ghép hai màu. Màu đỏ và màu vàng cam có sọc. Tiếp 20, 20 là một gốc xứ zin. Tên nó là kỳ duyên, hoa ba lớp màu hồng, đây mặt hoa của nó luôn. Để em lấy xa ra cho mình xem cây này tàn rộng nha. Đây, cái gốc của kỳ duyên ạ. Cái gốc này em bướm tay vô thử á, là nó 4 gang tay em vòng lại. Giá của nó là 300.000. Cái gốc riêng này người ta trồng là ngoài 5 năm tuổi rồi đó cả nhà. Rồi, thì hôm nay nhà vườn em giới thiệu mình 20 cây. Cả nhà mình xem nếu yêu thích cây nào muốn đặt hàng thì cứ gọi theo số máy 0981813055 ha. Số đó em có xài Zalo, mình có thể kết nối Zalo rồi nhắn tin ạ. Rồi, em cảm ơn cả nhà đã quan tâm và ủng hộ hàng. Chúc cả nhà có buổi tối ngắm hoa cùng gia đình vui vẻ.